ra muốn bố trí đồ cho cái vệ sinh này chẳng hạn đúng không? Để chọn này. Này. Đó. Thì cái sàn vệ sinh này chúng ta sẽ để âm xuống 50 nhé. Đúng không? Người ta muốn bố trí đồ ấy thì chúng ta vào architecture này. Nó phần ở đây là phần component này. Thì mình chọn đây là place a component này. Thì place a component này mình gọi là load family này. Load family thì vào phần thiết bị vệ sinh thì nó nằm ở phần là plumbing này. Mình chọn là phần đây là phần kiến trúc này. Thì mọi người sẽ thấy đây nó có phần là Fletcher, ví dụ như là mình muốn có một cái chậu rửa hay một cái xí bệt này, chọn xí bệt đây, mọi người thấy xí bệt đây không? Chọn xí bệt này, open. Thì các bạn đặt vào đây ấy, thì cách bố trí ở trong Revit này ấy, thì các bạn sẽ thấy nó giống đúng tâm không? Các cái đường nét này, còn các bạn chọn là một cạnh nhé, một cạnh này, này. Ví dụ một điểm này, các bạn ấn phím space này, phím cách này, thì nó sẽ xoay bao nhiêu độ? 45 độ. Còn nếu chúng ta xoay này thì nó xoay 90 độ. Thì tôi đặt vào đây. Nha. Khi đặt thiết bị thì các bạn biết là lệnh DI là dim rồi đúng không? Dim thì các bạn chọn này là dim hoàn thiện nhé. Là wall face này, dim bề mặt tường này. Bề mặt tường này và cái thiết bị này. Thấy không? Chọn đây này. 450 này. Các bạn thấy chưa? Đấy là cách mình chúng ta đặt. Ví dụ như giường chẳng hạn, CM Load Family. Thì các bạn muốn đồ nội thất thì các bạn chọn là furniture, bách ra các bạn chọn là furniture. Furniture. Thì trong đây nó có giường này. Thì đây có một kích thước giường này. Ok. Đây đúng không? Các bạn ấn phím cách này, space này. Đấy, đặt vào đây thì nó bắt điểm luôn đấy. Bạn thấy không? Revit thường bắt điểm. Như chọn đây là DI này. Như tôi chọn từ đây đến đây, ví dụ nó có tủ quần áo rồi này. Đúng không? Thì chọn đây này. Để chọn vào cái này này, nó có số ở đây này. Mình đánh ở đây 600. Ở trong Revit thì thường cách vẽ nó là như vậy. Không hiểu ý tôi nhỉ? Đấy. Ví dụ như tôi muốn chỗ này ở giữa, các bạn đi đây, các bạn biết khi các bạn chia khoảng cách ấy, đi từ đây đến đây này. Nha, các bạn chỗ này muốn 1m8 đúng không? Chẳng hạn nha. Đúng không? Thì các bạn chọn cái giường này. Thì cái giường này nó có kích thước. Thì ví dụ như Edit Tile, duplicate, mình chọn giường ở đây là giường G1. Đây là tôi đang dạy cách mặc định nhé. Ví dụ như 1m8 nhân với cả 2m chẳng hạn, đúng không? Ok. Thì các bạn chọn kích thước cái rộng này là 1m8 và dài bao nhiêu? 2000. Ok. Bạn sẽ thấy đây này, và tôi sẽ đặt vào đây này. Thì những cái này các bạn có thể align được, align chọn đây, align vào đây. Thấy không? Mình lại align được. Đó, thì đây cái giường này, mình đặt vào đây này. Đấy, thì các bạn muốn xem những cái vật thể 3D chúng ta thì quét toàn bộ cái phạm vi này. Muốn xem 3D vị trí này thì đây nó có phần là section mock. Click vào đây. Thì nó sẽ ra cái section mock nha. Mình chọn vào khối bóc này. Và mình có thể co kéo trái ngang ngang phải tùy ý mình. Đây các bạn sẽ thấy đây. Thấy không? Tầng 2 đây. Còn ví dụ như là các bạn muốn dùng ấy thì tôi sẽ cho các bạn một cái family đây. Đó. Thì ví dụ như là các bạn muốn bố trí ấy, thì tôi sẽ mở các bạn, tôi sẽ up cho các bạn một cái file này là file thư viện nhé. Cái viên nào cái nào lát xong rồi thôi để nguyên đấy mà cũng mấy khi dùng lắm. Đây chọn này, tôi mở cái file thư viện này đang cập nhật update cái bản 2021, đợi lâu một chút này. Này thì ở trong đây nó chỉ có các cái phần thư viện về nhà ở này, giường này, các cái vệ sinh này, thì tất cả các thiết bị ở đây thì tôi đã bếp này, rồi tất cả các cái phần hầm này, ô tô này, cửa kính này, thì dùng phần kiến trúc như thế này thôi. Ừ, 3D hết mà. Đây này, em thấy không? Nhưng mà hàng này là hàng rất là xịn này nhá. Đây, ví dụ như bây giờ tôi bảo là tôi nhặt cả cái giường và cái này nhá. Ví dụ tôi chia concept cả này nhá. Đấy, ăn. Tôi đã sẵn rồi, nhớ không? Vệ sinh tôi cũng chia theo module rồi, được nhá. Nên là khi mà chia thì nó cũng đỡ ngại. Ví dụ cho ở đây đúng không? Phải ấn vừa chỗ này đưa luôn. Hả? Ấn vừa, đừng đùa. Tôi sẽ ấn nó vừa. Được nhá. Thí dụ cái giường này nó đang là giường 1m6 đúng không? Thì bản chất là cái giường này bây giờ chỉ cần nhập 1m8 là nó tự nhảy ra thôi. Vì nó dạng là custom, nó không phải edit file như kia nữa. Đấy, ví dụ như 1m6 này, ví dụ đây là bàn, ví dụ tôi bỏ cái tab đi chẳng hạn, đúng không? Đây chẳng hạn, đúng không? Các bạn có thể mover. Thì cái bàn này ấy,
nó không phụ thuộc vào vấn đề kia, bàn này nó có thể co kéo bao nhiêu khi concept ấy thì nó không quan trọng là vấn đề là bao nhiêu, đúng không? Nhưng đây 1m6 thì ví dụ tôi lai cái này ra đây chẳng hạn, đúng không? Ví dụ như là cái này tôi mua vào đây chẳng hạn, Để đây bắt ấn tab này, ấn tab để bắt điểm này, đúng đây không? là khó, cách làm khó. À, nó cũng không có gì khó đâu, chỉ gọi là cái hình nó cũng hình 2D thôi, anh hiểu Nhưng mà anh thấy nó không? có 3D Có nó cả không? 3D mà nó cũng không có gì khó cả nha, ví dụ như chọn nhảy chẳng hạn, ví dụ như đây chẳng hạn, đúng không? Ok, nếu mà cái này nó cái xem cái vệ sinh này nó là bao nhiêu nha, này nó hơi rộng đúng không, cho 1m8 đi, 1m8 ok rồi nha. Đấy thì tường này đi theo này, Cái khóa được không? Nó đúng đang không, khóa. đúng rồi, cái sàn đấy, Sao khóa sàn được nó, nhỉ? sàn nó chạy theo. Thì khi đây cho cái tủ quần áo ấy, thì bản chất cái tủ quần áo của tôi ấy là cái tủ quần áo làm sao nó có khả năng di chuyển bề rộng, và nó cũng có thể là khả năng di chuyển chiều dài, ví dụ như này chẳng hạn, tôi muốn ra đây chẳng hạn, thấy không? Còn rất Em cần vào lốp đâu mà. tôi tạo vào lốc động hết rồi, còn nếu bình thường các bạn chọn cái kia thì các bạn phải edit file rồi các thứ thứ, nó mất rất nhiều thời gian, bạn hiểu không? Còn đây tôi đặt đây nó vừa khít luôn này, may quá, cái cửa sổ nó vào đây nó không hay, đúng không? Đấy rồi nhá, ví dụ như này chẳng hạn, ok rồi. Đây chỗ này ví dụ 600, chỗ này cái táp cho táp 600 ở đây đúng không, đây bàn này nó bé quá chẳng hạn, thì thôi để tạm rồi nhá, nhà nó chỉ có thế thôi rồi nhá, còn cần thiết gì đây này rồi nhá. Đấy nhìn, chứ nhìn chỗ này nó hơi củ chuối rồi nhá, thôi cho ra đây đi rồi nhá, hoặc là cho sát vào đây đi, tùy, họ mở rộng hết. Đấy Tôi chỉ là về ở đâu. này nó về là mặt về thiết kế thôi. Đấy ví dụ như này mình thể ấn phím cách xoay đây để ngồi đây chẳng hạn, còn cái cửa này nó vào đây thì thường nó phải 2/3 cái giường đi một tí chẳng hạn, đúng không? Thì di chuyển sao cho nó phù hợp, đúng không? Đúng. Hoặc là cần thiết thì cho nó đến mép giường này, thì đây là việc chia mặt bằng thì tùy, mọi người thấy không? Đây là chia mặt bằng này. Cái đèn này thì ví dụ như là cái tivi này chẳng hạn, đây Align TV đây này, vào giữa chưa, đây tủ đây đấy nha, chọn này, cái tủ này rộng bao nhiêu, 400 thì sâu quá 300 thôi đúng không, vào về đây chọn nó đây. À, từ đây đến đây muốn nó ấy thì cho nó vào đây nha, rồi cần thiết thì thằng này nó bằng thằng này luôn đi cho nó nhanh, thấy không, ngồi đây xem TV cũng được rồi nha. Còn cái đèn này thì thích để đâu để đấy nhá, đây để đây đi, được chưa, ví dụ vậy đấy nhá. Đấy thì đây tôi vẫn chia đủ ấy chứ, vâng, ctrl c ctrl v thôi. Ví dụ như đây file này, ví dụ tôi muốn lấy là cái gì, muốn lấy cái vệ sinh đúng không, đây nói chung là cái thư viện này là dùng được rồi, tôi làm bao nhiêu cái dự án này chưa thấy nhà nào kêu, chưa thấy chủ đầu tư nào kêu, bán được dùng mà ba đời dùng cái đây được khách. này người thấy không, ví dụ đây module này ví dụ như này tôi đã thấy là dài là 800 đúng không, ví dụ tôi muốn cho 900 chẳng hạn thì nó sẽ rộng ra như này, nhìn đặt vào đây là xong nữa đó. Còn nhà cái này nó bé nó ngắn thì để vừa thôi, 900 này. Đấy. Đấy thì vấn đề cái này nó chỉ việc là đặt thiết bị thôi, nhưng mà mọi người lưu ý dù lật ra lật vào này, thấy không? Đấy thì những cái này nhà này nó bé này nè. Nha. Tôi sẽ một cái tương dài là tương hai hai của em này, tương dài 50 đấy, nhưng mà Vâng. một phần là có trong vệ sinh và Vâng. một phần bên ngoài. Vâng. Thì bây giờ mình sẽ đi ở đây Anh hiểu em ạ. rồi.